con vào kia chơi á. Thì rồi, thì con mình đi nhá. Ô anh ơi, dừng dừng lại. Anh ở đâu đây đấy? Nhà tôi ở bên kia. À, nhà bên kia, nói thật nhá, trong nhà quê bẩn thỉu đấy, tôi đừng cho vào đây. Cô buồn cười, cái chỗ công cộng ai vào mà chặn được. Đúng là chỗ công cộng đấy. Nhưng mà tôi không đi cho vào. Không đi gọi bảo vệ, kiểu đấy nó trộm giờ đấy. You wanna risk, not if you fall.
gái mùa sinh thế này mà người ta lại chê đồ lười về quê à? Được rồi, mùa sinh mày chắc có bộ váy thật đẹp. Cảnh xa ra đi, bẩn hết đồ con tôi rồi. Đừng bao giờ khinh thường người khác. 我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在。Chào cô giáo. À, chào con. Mai là cuối lớp có tổ chức văn nghệ, thì anh làm bộ đồ đẹp để cho bé đi tham gia văn nghệ anh ạ. À? Được rồi, cảm ơn cô giáo. Bye bye con nhé. Để tôi đón bé vào lớp nhé. Chào bố đi con. Đi.